Hi mọi người, welcome mọi người tới với channel của Hannah's Lexus. Đây là channel giúp các bạn đi từ khá tiếng Anh lên giỏi tiếng Anh nhờ vào lời khuyên của một cựu chuyên gia năng khiếu đang sống và làm việc ở Mỹ, chính là mình. Trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một vấn đề mà mọi người rất là quan tâm, đó chính là ngữ pháp. Và những ngữ pháp mà mình nói hôm nay là những cái thực sự dùng trong đời sống hàng ngày, nên là mọi người nên nhớ và áp dụng. Tài trợ cho chương trình ngày hôm nay là món lê Mỹ. Đây là quả lê Mỹ đây, mọi người có thấy không? Có thấy khác biệt hay không? Hồi đầu tiên mình qua đây mình nhìn cái này mình cũng không biết đây là quả lê đâu. Lúc mà đọc cái tên em mới biết đó. Tên quả lê tiếng Anh là gì nhỉ? Đó chính là chữ pear. Như là có chữ E-O đúng không? Pear. Mình vừa mới đi làm về, xong rồi lao vào làm clip luôn nè. Bãi cái siêng năng luôn. Nói chung là tại vì mình thấy là có 100.000 subscriber rồi, rất vui nên mình cảm thấy muốn đóng góp thêm nhiều giá trị trong kênh này, nên phải siêng năng hơn một chút. Và hôm bữa lúc mà room tour xong, ở dưới comment có rất nhiều bạn hỏi là cái dãy sách mà đọc vào sẽ rất thông minh của ông chủ nhà mình đó, là dãy sách gì á, thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây chính là một trong số những quyển sách đó. Đây là quyển thứ 26 trong một bộ. Cái bộ này có 54 quyển tất cả. Và nó tên là The Great Books of the Western World, nghĩa là những quyển sách hay ho vĩ đại của thế giới phương Tây. Ở trong đây thì nó có để ra những cái như là những cuộc hội thoại. Cái này là giống như là triết học các thứ các bạn. Đây là quyển thứ 26 là Shakespeare ở trong đây. Hình như có Karl Marx với Engels trong đây luôn nè. Thật ra quyển này luôn mình mới mở ra là mình sốc luôn á. Đây là tại vì toàn là kiểu tiếng Anh cổ nên là đọc vô rất là nhức đầu luôn, mà chưa chắc là hiểu được nữa. Bởi vậy nên là những cái quyển sách này không phải là đọc vào là thông minh được, mà tại vì bạn đã giỏi sẵn rồi, bạn đã có những kiến thức để mà đủ sức đọc cái quyển này rồi. Từ cái nền đó nó sẽ đổ bê tông lên để mà làm cho bạn càng trở nên thông thái hơn, chứ không phải là đọc vào mà tự nhiên giỏi lên được. Còn những cái quyển sách khác trong nhà ông chủ mình, nó như hôm bữa mình có chỉ rồi, đây là quyển Sherlock Holmes nè. Và quyển Sherlock Holmes này, ôi nhìn nè, những cái cúp này nó có vàng vàng đẹp không, nhìn rất là kiểu rất là sang chảnh, mà kiểu ôi trời ơi, nhìn rất là mê luôn á. Đây là bộ đầy đủ của truyện Sherlock Holmes. Mình nghĩ là bữa nào mình sẽ đọc lại, đọc xong rồi chụp hình ngồi bên cửa sổ rồi đọc sách này nọ, nhìn sẽ rất là sôi đít. Bởi vậy nên thật sự là mình cảm thấy rất là may mắn khi mà vào được nhà ông chủ mình. Và sau này thì mình sẽ nhất định sẽ mời ông chủ mình lên clip để giới thiệu với mọi người. Ông chủ mình cực kỳ dễ thương luôn. Ông chủ mình thì mình không có hỏi tuổi, nhưng mà ông chủ mình lớn tuổi rồi, kiểu giống như là đã nhìn hết mọi sự trên đời rồi á, nên là lúc nào cũng có một cái nhìn rất là ung dung về mọi chuyện, và làm cho những người khác như mình ở xung quanh cũng cảm nhận có một luồng không khí tích cực. Và các bạn thì chỉ nên ở quanh những người tích cực thôi, còn mấy đứa nào mà troll, haters, lượn đi trên nước đó trong. Hôm nay mình nói chuyện ngữ pháp nhưng mình sẽ không nói theo kiểu nhàm chán, giống như là ok, hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, rồi quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, quá khứ tiếp diễn, các thứ, cách dùng như thế nào. Mình sẽ nói theo kiểu là khi mà trong đầu mình nảy ra một cái ý tứ muốn nói thì mình sẽ quyết định chọn lựa thì như thế nào. Đầu tiên là khi mà mình muốn nói vào một chuyện xảy ra thường xuyên, giống như là một sự thật, một chân lý không bao giờ thay đổi, như là mặt trời mọc ở hướng đông, the sun rises in the east. Khi mình muốn nói về một sở thích, một cái thói quen của bản thân cũng là những chuyện mà không có hay thay đổi, thì mình cũng dùng hiện tại đơn. Ví dụ như là I love eating spicy food, tôi thích ăn cay. Khi mình muốn nói về chuyện của người khác, mặc dù không phải của mình nhưng mà cũng khá là có lịch trình hoặc là cũng là một thói quen, thì mình vẫn dùng hiện tại đơn. Ví dụ giống như là xe buýt thì chạy vào 8 giờ sáng mỗi ngày, the bus runs at 8 a.m. every morning. Hoặc là bạn mình thì ghét đọc sách, my friend hates reading. Là những cái thói quen, những cái sở thích khó thay đổi, hoặc là một cái lịch trình mà cũng khó thay đổi luôn. Có một cách dùng cao cấp hơn mà mình thực sự cũng chưa bao giờ dùng, đó chính là khi mà diễn tả, tường thuật lại một cái sự kiện trong quá khứ, mà thường là những sự kiện lịch sử hay những cái gì mà to tát đó, thì người ta thường sẽ dùng thì hiện tại để mà diễn tả những cái đó, thay vì là dùng thì quá khứ. Cái này thì mình phải tìm hiểu lại thì mới nói rõ ràng hơn được, nhưng mà mình biết là có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày không cần phải nói về những sự kiện lịch sử, thì mình cũng không nghĩ là sẽ cần tới cái cách dùng đó. Tiếp theo là một cái rất là dễ, đó chính là nếu mà bạn muốn nói về một sự kiện, một hành động đang xảy ra ngay thời điểm mình đang nói, thì dùng hiện tại tiếp diễn. Thì cái tiếp diễn ở đây diễn tả cho sự kéo dài trong một thời gian của cái hành động đó. Bởi vậy nên lát hồi các bạn sẽ nghe thấy khi mà mình nói về quá khứ tiếp diễn, hay là quá khứ hoàn thành tiếp diễn, hay là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì nó cũng mang cái tính chất là cái sự dài, cái độ dài của hành động như vậy. Ví dụ như là bây giờ mình đang ăn quả lê, mình sẽ nói là I'm eating pears right now. Hoặc nếu không có chữ right now cũng được, tại vì người ta cũng biết là mình đang ăn bây giờ mà. I'm eating pears. Ngoài ra thì hiện tại tiếp diễn cũng còn được dùng để mà diễn tả
một cái dự định trong tương lai gần. Ví dụ như là mình dự định sẽ đi Vegas vào cuối tháng 6 này, thì mình sẽ nói là I'm traveling to Vegas at the end of this month. Hiện tại tiếng diễn ở đây được dùng với ý nhấn mạnh là mình có kế hoạch để làm chuyện đó, và mình đặt nhấn mạnh vào chuyện là cái hành động sẽ đi du lịch của mình. Có một cách dùng diễn tả dự định trong tương lai gần cũng giống như vậy, đó là cái chữ going to. Nhưng mà chữ going to á, mặc dù nó cũng tả một hành động mà có kế hoạch, nhưng mà cái nhấn mạnh của nó sẽ rơi vào cái ý định nhiều hơn là cái hành động. Ví dụ giống như mình nói là I'm going to travel to Las Vegas at the end of this month, thì cái nhấn mạnh nó sẽ rơi vào cái ý định mà mình định đi du lịch, chứ không phải là cái hành động đi du lịch của mình. Nó hơi mờ mờ ảo ảo đúng không? Nhưng mà khi mà bạn càng nghĩ về nó thì bạn sẽ càng thấy rõ ràng. Ví dụ giống như là nếu mà mình hỏi bạn là what are you doing tonight, thì mình ý mình nhấn mạnh vào là mày sẽ làm gì vào tối nay. Cái nhấn mạnh là ở hành động làm. Nhưng mà nếu mình hỏi bạn là what are you going to do tonight, thì cái ý của mình sẽ là nhấn mạnh vào cái ý định của bạn là sẽ định làm gì vào tối nay. Nó cũng na ná nhau thôi, nhưng mà nó có một cái sự khác biệt nhẹ ở chỗ đó. Hai cái này thật ra cũng là diễn tả về tương lai gần đúng không? Và nhắc tới tương lai thì cái đầu tiên mà các bạn nghĩ tới sẽ là tương lai đơn, là cái chữ will đó. Chữ will ở đây diễn tả tương lai, nhưng mà nó diễn tả một cái sự bộc phát trong lời nói. Có nghĩa là bạn đang nói về một cái chuyện tương lai và bạn chỉ mới nghĩ tới cái chuyện đó ngay tại thời điểm bạn nói thôi. Ví dụ như là mình nói I will go to Vegas, có nghĩa là mình vừa mới ngồi đây xong mình nghĩ tới Vegas rồi mình nói ra một cách rất là bộc phát. Bây giờ đi về lại một chút về quá khứ thì mình sẽ có quá khứ đơn, là sẽ diễn tả những cái việc xảy ra trong quá khứ và xảy ra xong rồi, thường là có thời điểm xác định. Ví dụ như là mình nói là I went to bed at 10 p.m. yesterday, mình đi ngủ lúc 10 giờ tối vào tối hôm qua, là một chuyện đã xảy ra xong rồi, kết thúc xong rồi và có thời điểm rõ ràng. Hoặc nếu không có thời điểm rõ ràng nhưng mà đã kết thúc xong luôn rồi, ở trong quá khứ rồi, thì bạn vẫn có thể dùng quá khứ đơn được, tại vì người ta đã tự hiểu rồi. Tất nhiên là những cái gì mà đơn giống như quá khứ đơn hay hiện tại đơn thì nó chỉ dùng cho những hành động mà nó theo kiểu là ngắn thôi. Ví dụ như là đi ngủ thì là đi ngủ thôi, chứ không có cái gì mà kéo dài hết. Những cái gì mà phải kéo dài ra hành động dài thì nó sẽ là quá khứ tiếp diễn. Ví dụ nếu mà mình nói là I was going to bed at 10 p.m. yesterday, cái ý của câu đó sẽ là mình định đi ngủ vào tối hôm qua lúc 10 giờ. Nhưng mà có vẻ là không đi ngủ được, tại vì nếu mà đi ngủ được là quá khứ đơn rồi, là chỉ leo lên giường ngủ thôi là xong rồi đúng không? Còn đằng này là một cái hành động dài, quá khứ tiếp diễn như vậy, thì khả năng lớn nhất là sẽ bị một cái hành động ngắn khác chen vào để làm cho cái chuyện đó kéo dài ra hoặc là không có kết thúc liền ngay lập tức được. Ví dụ như là I was going to bed at 10 p.m. yesterday, but then my friend came over, so I had to stay up and talk to her. Nghĩa là mình đang định đi ngủ lúc 10 giờ tối hôm qua thì bạn mình qua chơi, thế là mình phải thức để mà nói chuyện với nó. Hoặc một ví dụ khác có thể là I was watching movies with my friends when you called me. Nghĩa là mình đang coi phim với bạn của mình lúc mà bạn gọi. Thì ở đây các bạn có thể thấy được là cái hành động ngắn when you called, là lúc bạn gọi đó, diễn tả bằng quá khứ đơn thôi, tại vì nó ngắn mà nó chỉ làm cái là xong thôi. Nó sẽ cắt ngang cái hành động dài là đang coi phim với bạn bè của mình. Cái này là cái mà các bạn hay học trong trường lớp đúng không? Hành động ngắn cắt một hành động dài, vậy thôi. Khi mà các bạn muốn nói tới một hành động xảy ra trong quá khứ rồi nhưng mà không có thời điểm xác định, không biết thời điểm khi nào, thì các bạn có thể dùng thì hiện tại hoàn thành. Ví dụ như là có ai đó nghi ngờ là mình chưa tốt nghiệp đại học đi, thì mình sẽ nói là tốt nghiệp rồi, I've graduated. Có điều là không có nói rõ khi nào thôi. Nếu mà có thời điểm rõ ràng thì mình sẽ dùng quá khứ đơn thôi. I graduated in 2012. Tôi tốt nghiệp vào hồi 2012. Ngoài ra thì hiện tại hoàn thành cũng dùng để diễn tả một cái hành động xảy ra trong quá khứ mà kéo dài ở trong quá khứ tới hiện tại luôn. Ví dụ giống như là tôi đã sống ở Việt Nam được 20 năm rồi, thì I have lived in Vietnam for 20 years. Hoặc là có một cột mốc thời điểm thật nhưng mà nó vẫn diễn tả cái sự kéo dài trong quá khứ tới hiện tại á, thì vẫn dùng hiện tại hoàn thành. Ví dụ như tôi sống ở Việt Nam từ hồi 1990. I have lived in Vietnam since 1990. Thì ở đây nó cũng có một cái cột mốc thời điểm là 1990 đó, nhưng mà nó có một sự kéo dài từ quá khứ 1990 tới hiện tại luôn. Nên là bạn không thể nào dùng quá khứ đơn được mà phải dùng hiện tại hoàn thành. Rồi khi mà bạn muốn diễn tả một cái hành động mà kéo dài từ quá khứ tới hiện tại nhưng mà có khả năng là sẽ kéo dài tới tương lai luôn, là một hành động mà dài hơn nữa, thì bạn sẽ phải dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ví dụ như là I have been working at this company for 20 years, là tôi đã làm việc ở công ty này được 20 năm rồi. Khi mà bạn nói have been working như vậy á, thì các khả năng lớn là bạn vẫn sẽ tiếp tục làm công ty này trong tương lai luôn. Nhưng nếu bạn nói là I have worked at this company for 20 years, thì khả năng là bạn đang dừng ở hiện tại thôi, nên là có thể là bạn đang suy nghĩ tới chuyện đổi việc. Ví dụ như là I've worked at this company for 20 years, it's time to switch to a different company.
là ta làm đây 20 năm rồi, tới lúc phải đổi công ty rồi. Các bạn cũng thường biết là khi mà có chữ since ở trong câu thì mình sẽ hay dùng thì hiện tại hoàn thành hay là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nhưng mà nếu mà sau since thay vì là một cột mốc thời điểm mà là một câu khác thì cái câu đó sẽ dùng quá khứ đơn để mà diễn tả một cái mốc thời điểm thôi. Ví dụ nếu mình nói là tôi đã làm ở công ty này từ lúc tôi mới tốt nghiệp cấp 3 thì cái vế trước sẽ là hiện tại hoàn thành tiếp diễn chẳng hạn. Nhưng mà cái vế sau since sẽ là quá khứ đơn thôi. I have been working at this company since I graduated from high school. Thì nguyên cái cụm since I graduated from high school sẽ là một mốc thời điểm. Hiện tại hoàn thành còn được dùng trong một trường hợp nữa, đó chính là khi mà bạn muốn nói về việc là bạn đã làm một chuyện gì đó nhiều lần trong quá khứ. Ví dụ, tôi đã từng đi châu Âu 3 lần. Thì bạn sẽ nói là I've been to Europe 3 times. Hoặc một cách nói khác có thể là đây là lần thứ 3 tôi tới châu Âu rồi. This is the third time I have been to Europe. Khi muốn nói một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ thì cái hành động xảy ra trước sẽ là quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau sẽ là quá khứ đơn. Ví dụ giống như là cô ấy đã chia tay bạn trai cũ trước khi quen bạn trai mới. She had broken up with her ex-boyfriend before she started dating her new boyfriend. Thì cái started dating her new boyfriend là quá khứ đơn, là bắt đầu quen bạn trai mới nè. Đó là hành động xảy ra sau, còn hành động xảy ra trước là hành động chia tay với bạn trai cũ đó sẽ được dùng ở quá khứ hoàn thành. Còn nếu muốn diễn tả tính chất hành động dài hơn thì bạn chỉ cần thêm thể tiếp diễn vào thôi. Ví dụ nếu mình nói là She had been trying to break up with her ex-boyfriend before she started dating a new one. Nghĩa là cô ấy đã cố gắng chia tay với bạn trai cũ trước khi mà quen người mới. Thì cái chuyện mà chia tay xong chưa thì mình chưa biết, nhưng mà cái chuyện cố gắng để chia tay á là chuyện rất là dài, thì đã xảy ra trước đó rồi, trước khi mà quen người mới rồi. Bởi vậy nên là cái ý chính ở đây là những cái hành động nào mà có tính chất hơi dài một chút thì bạn cứ thêm thể tiếp diễn vô thôi. Hồi nãy thì tụi mình có nói về tương lai đơn rồi đúng không? Bây giờ tương tự ha, tương lai tiếp diễn thì cũng chỉ là diễn tả một hành động xảy ra trong tương lai mà nó có mang tính kéo dài hơn thôi. Ví dụ như là giờ này ngày mai thì ta đang nằm trên bãi biển rồi. This time tomorrow I will be lying on the beach. Còn nếu bạn muốn diễn tả một cái sự hoàn thành trong tương lai, ví dụ như là tính tới tháng 5 năm sau thì cô ấy đã quen bạn trai được 5 năm rồi. She will have dated her boyfriend for 5 years by May of next year. Còn nếu muốn diễn tả hành động cho nó dài hơn thì mình chỉ cần thêm thể tiếp diễn vô thôi. Ví dụ như là cho tới 6 giờ tối nay thì ta đã ăn được 5 bữa rồi. I will have been eating 5 meals by 6 p.m. tonight. Vậy là xong rồi đó, nếu mà có thiếu sót gì thì mình sẽ bổ sung trong những phần sau. Nhưng mà tạm thời thì đây là những cái mà mình rất là hay dùng trong đời sống hàng ngày. Nên các bạn chỉ cần nghĩ tới ý tứ với bạn muốn nói là thế nào thì các bạn dùng cái thì hợp lý thôi. Ngữ pháp này là ngữ pháp chung chứ không phải là ngữ pháp anh nói không. Bởi vậy nên là vẫn có thể áp dụng trong thi cử sách vở được. Nên là các bạn cũng đừng quá lo lắng. Thật ra về thì tiếng Anh thì chỉ có thế thôi. Bởi vậy nên là nếu mà các bạn muốn diễn tả gì thì chỉ cần suy nghĩ một chút xíu rồi tìm cách dùng cho phù hợp, chia thì cho phù hợp là được. Còn chuyện mà chia thì quen miệng hay không là do luyện tập thôi, nên là cứ ráng một chút thì từ từ sẽ được thôi. Mình thật ra là một cái dạng hơi ngại giao tiếp á, xa lánh xã hội một chút xíu. Bởi vậy nên là mình cũng không có nói chuyện với Mỹ nhiều đâu. Mình cũng tự nói với mình, xong rồi mình tự suy ngẫm rồi mình tự phát biểu ra thôi. Bởi vậy các bạn cũng đừng ngại khi mà không có nhiều người bản xứ để nói chuyện á. Cứ nói một mình là được rồi, mà nghe thân mình nè. Vậy ha, bye.